giờ là Kim Tử Long đang ở chùa Long Hòa đây. Có Lê Hậu, có Quỳnh Mai, gương mặt đây là có Linh Trang, quen mày Linh Trang mày. À, còn là những gương mặt sáng giá ở chùa Long Hòa. Anh Lê Hậu có đĩa để tặng, ai có nhu cầu xin vào để inbox sẽ có được đĩa tặng đó. Đĩa quá trời đĩa, không hát không lấy tiền còn tặng đĩa nữa đó. Bởi vì cả nhà thấy không, mà hồi nãy giờ đó là 3,000 khán giả đang ngồi phía trước chờ anh Kim Tử Long đến chụp hình. Anh chụp hình bây giờ anh xuống anh chụp hình, đói anh chưa ăn nữa quý vị ơi, chưa ăn gì bệnh luôn, cạo gió luôn. Lái xe xa quá, anh nói chùa gần lắm mà đi hoài đi không tới. Bây giờ trước nát chùa này, cả nhà thấy chùa, chùa Long Hòa ở Thủ Thừa Long An. À, có nữ nghệ sĩ Lê Như, em hát chưa? Trời đất ơi, đúng không? Đúng không? Không, đúng rồi. Cái nhà quê đi. Rồi. Giờ mình chuyển đề tài đi. Đề tài gì? Ca nhạc. Ca sao? Ca liên khúc trái cây. Là sao? Đúng rồi. Bài nào cũng được không? Dạ. Ai hát trước? Quá trời đất thọ. Con hát trước. Dạ. 3,000 khán giả đang ngồi kế tiếp đợi chờ chụp hình mà vẫn chưa được ăn. Đây mình đang ngồi với lại các em mới vừa hát xong. Có nữ ca sĩ Lê Dư đó, đang quay mà. Ở tại chùa Long Hòa. Trời ơi, hát xong rồi vô đó là ngồi ăn thôi đó. Cái này đang YouTube nè. Đang ở chùa Long Hòa. Chụp đang quay mà, đang quay mà. Ly Hậu đang hát. Bây giờ đang ngồi chờ. Đừng có quay nha. Đây, một cái túi. Mở ra vậy mới thấy được chứ. Sư tặng à, dạ. Đây. Một cái túi da. Hiệu Long Hòa, chùa Long Hòa. Chùa Long Hòa. Hiệu chùa Long Hòa. Ủa dạ, sao cảm ơn sư đã tặng con. Trời ơi. Già hơn ngoài trẻ hơn á. Đẹp dạ. Quá trời luôn. Trong đó. Hình già hơn ngoài đời trẻ hơn á. Tại cái truyền hình nó già. Tại đẹp có bụng. Truyền hình nó già hơn ngoài. Truyền hình đó là truyền hình đời cũ. Dạ. Cho nên nó già đúng không? Ờ, chắc là vậy. Ôi giời ơi, biết dạ. Mặt cái đi. Dạ, à, thấy chưa? Hả? Mọi người tận dạ. Rồi, biết mặt cái đi. Dạ 54 rồi. Má má từ từ má. Dạ. Dạ. À. Ngồi đây chơi chứ đi đâu? Đi đâu làm chi? Đi rồi xa Lê Duy sao được? Không Ly, công nhận Lê Duy càng ngày càng đẹp ta. Trợ lý con đâu rồi? Cầm cái này chơi lắm, lát nữa lông lên lông khác chứ. Càng ngày càng đẹp mà sao vậy? Thế dễ sợ luôn anh. Trên trời trên ơi, chùa Long Hòa đãi sầu riêng ngon quá mà đâu có dám ăn. Ăn rồi làm sao mà hát đây. Hửi thôi. Hửi thôi. Hửi thôi, mời cả nhà ăn nha, hửi. Ô thơm quá hử. Ôi thơm quá đi.